Chào mừng các bạn đã đến với phần hướng dẫn về After Effects trong kỹsoviet.com. Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay thì Luân Trần sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra một cái hình ngôi sao chuyển động theo các đường nét vẽ tinh tế. Các bạn có thể xem hình preview. Ok. Để làm được cái ngôi sao như vậy thì các bạn cần làm các bước như sau. Đầu tiên tạo một project. Tiếp đó các bạn chọn New Solid và chúng ta tạo một layer. Dùng công cụ Pen để chúng ta vẽ ngôi sao, hoặc các bạn có thể vẽ cái hình gì bất kỳ mà các bạn muốn. Ở đây tôi vẽ hình ngôi sao. Ngoài ra các bạn có thể hiệu chỉnh cho nó ok. Bước tiếp theo chúng ta vào effect, gõ lệnh Vegas, True Color, các bạn chọn màu trắng, Blend Mode, các bạn chọn Chan Blend. Mục Simon để giá trị là 1. Mục Stroke các bạn chọn Mask. Bây giờ các bạn đã thấy cái màn hình của chúng ta, bây giờ cái các vector đã biến thành các đường nét chính, độ rộng chúng ta cho to ra. Midpoint opacity giảm cái độ mờ ở giữa. Và midpoint position cũng vậy, chúng ta cũng cho giảm cái giá trị. Các bạn muốn các bạn muốn cái độ đường mờ mềm của chúng ta càng dài thì cho giá trị nó càng cao. Ngoài ra thì các bạn có thể cho nó ngắn vợi lại. Bây giờ ta sẽ tạo cho chuyển động cơ hình ngôi sao các bạn bằng cách các bạn click vào mục Rotation để chúng ta keyframe cho cái ngôi sao của chúng ta.
review lại để xem. Như vậy ta đã được hình ngôi sao. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm cái điểm sáng cho cái đầu đoạn ngôi sao chạy bằng cách các bạn nhân đôi layer. Mục width các bạn cho giá trị nó to ra 9.50. Như vậy cái điểm sáng của chúng ta nó sẽ chạy to ra. Bitpoint các bạn cho giá trị -1000. Bitpoint opacity chúng ta sẽ cho giảm thêm. Vậy ta đã được một cái điểm sáng để ngôi sao chạy. Cái đó các bạn có lệnh minimax. Radius các bạn cho thông số. Color channel các bạn chọn alpha. Chúng ta click Don't Sketch. Tiếp đến chúng ta có lệnh alpha level. Input width này là các bạn cho thông số nó to 5 gamma. Những cái điểm sáng của chúng ta thấy được nét nhưng mà chưa được mờ và sáng cho lắm thì các bạn thêm lệnh fast fast blue. Cho giá trị là 9. Như vậy ta đã được cái hình ngôi sao chạy. Bây giờ ta sẽ cho thêm màu vào cái hình ngôi sao này bằng cách các bạn vào New chọn Adjust Layer, còn có lệnh Star Cloud. Input channel các bạn Luminance. Và chúng ta sẽ gọi thêm lệnh Color Amma Rama. Mục Input Phase Get Platform các bạn chọn Alpha. Alpha Form chúng ta cũng chọn Alpha. Output Output các bạn chọn file nữa, hoặc chúng ta cũng có thể để năn. Marking Modify các bạn bỏ, click Modify Alpha. Ánh sáng của chúng ta sẽ không sáng quá chói. Ngoài ra các bạn cũng có thể chỉnh cái lại cái thông số
cho ngôi sao của chúng ta. Bây giờ chúng ta các bạn có thể review lại để xem cái kết quả mình làm được. Như vậy sau ít phút hướng dẫn thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra được cái ngôi sao hiện lên bằng các nét vẽ chuyển động, uyển chuyển trong After Effects. Chúc các bạn thành công và xin hẹn gặp lại các bạn trong các bài hướng dẫn tiếp theo về phần mềm Adobe After Effects.